Xin kính chào và mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và tỉnh Long An. Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh dự báo, trên địa bàn toàn tỉnh Long An, sáng sớm mai có nơi có mù nhẹ, ban ngày trời nắng, về đêm và sáng sớm trời se lạnh, với nền nhiệt cao nhất là từ 29 cho đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 21 cho đến 23 độ, độ ẩm trung bình từ 86 đến 95% và có gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Tiếp theo là phần dự báo mực nước cho ngày mai 31 tháng 12 ở địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, khu vực phía bắc của tỉnh, mực nước ở đây xuống chậm. Theo đó thì ở trạm Mộc Hóa, mực nước dự báo vào ngày mai là 0,67m, ở trạm Tân Hưng là 0,92m, ở trạm Vĩnh Hưng, mực nước dự báo vào ngày mai đạt 0,91m. Ở trạm Hương Điền B là 0,9m và 0,91m là mực nước đo được ở trạm Vĩnh Đại. Còn đối với khu vực phía Nam thì mực nước khu vực này xuống theo triều. Trong ngày có hai lần xuất hiện đỉnh triều với khoảng thời gian từ 0 giờ đến 3 giờ và từ 9 giờ đến 11 giờ. Theo đó, ở trạm Tân An dự báo mực nước vào ngày mai là 1,19m, ở trạm Bến Lức là 1,24m. Đỉnh triều ở cả hai trạm này đều xuất hiện trong khoảng thời gian từ 0 giờ đến 3 giờ. Tiếp theo xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An, thì trong đêm nay và ngày mai, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng bởi rìa phía Nam, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu, rãnh thấp xích đạo có trục ở vào khoảng từ 5 đến 7 độ vĩ Bắc lùi về phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ hoạt động yếu. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Tại khu vực miền Đông Nam Bộ, được dự báo là sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời se lạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở đây là từ 20 cho đến 22 độ, có nơi dưới 20 độ và nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 cho đến 32 độ, có gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Đến với khu vực miền Tây Nam Bộ, khu vực này được dự báo là sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ban ngày trời nắng, đêm và sáng sớm trời se lạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở đây đạt được từ 21 cho đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 29 cho đến 31 độ và cũng có gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Cuối bản tin như thường lệ là thông tin nhiệt độ tại một số thành phố lớn trên cả nước. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho bản tin.